cái nắp bồn cầu ha. Rồi bây giờ nó trở về lại ban đầu rồi nè. Rồi chú đem về. Ơi, nay con đã có căn nhà ước mơ. Nhờ ơn cô bác ông bà cho con tất cả những gì con mơ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của cô Út. Và ngày hôm nay thì một thông tin cực vui cho cả gia đình của Út. Đó là em Thường lại nhận thêm được một cái phần quà từ anh 12 từ huyện Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long đó. Ngày hôm qua thì anh đến cũng khá là muộn và anh gửi cái phần quà này cho Tường. Tại vì ở trong video clip trước anh có nói rằng là đã có quà cho Tiền, cho Tiết rồi. Và hôm nay thì có phần quà cho Tường. Qua đây đi con. Đây là phần quà của con được anh 12 với lại anh Hên đó, chú 12 với chú Hên đó gửi trao cho con. Đó, mừng không? Tí xíu nữa khui quà. Bây giờ nói là cái chuyện cái nhà vệ sinh cái cô bác anh chị. Thì mấy ngày qua thì cũng nhận được sự tư vấn giúp đỡ thì bây giờ cái nhà vệ sinh cũng đã khắc phục xong cái lỗi sự cố rồi. Đây cô bác anh chị. Đây là cái nắp bồn cầu ha. Bây giờ nó trở về lại ban đầu rồi nè. Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ là nó bích rồi đó nghe. Cũng nhờ cô bác anh chị bình luận thì bây giờ cũng đã khắc phục xong cái phần này. Nhắn nước rồi vẫn chạy đùng đùng nè, thấy không? Cũng cảm ơn cô bác anh chị. Bây giờ bồn cầu nó hết bị lỗi rồi nha. Cũng nhờ có sự góp ý rồi cô bác anh chị rồi thành thử là cũng đã anh Hợp cũng đã khắc phục xong mấy ngày nay rồi. Và khi khắc phục xong thì hôm nay cũng có dịp trùng dịp đó thì các anh em cũng chia sẻ cái hình ảnh này cho cô bác anh chị xem. Mục đích đến đây là thông báo cho Tường một cái phần quà rất là dễ thương, cũng như là cho Tường một cái tin vui, cũng như là cô Út. Cô quay qua đây ngồi đi cô. Đây Tường. Hổm gài nghe nói là con ao ước có đôi giày đúng không? Đây đôi giày rất là dễ thương ha, đôi giày xịn của bác anh chị, rất là mới luôn. Trời ơi nhìn nó đã sao đâu ha. Đây là phần quà của chú hôm trước tặng cái đồng hồ cho Tuyết đó nhá. Chú về chú 12 với chú Hên. Thôi con mang nó coi nó vừa không. Mang nó coi. Mang vô. Này mang sao? Như vậy? Mang sao? Mang ở trên tay á. Mang đây nè. Rồi mang đi chút xíu nè. Coi đây nè, cái đồng hồ là cắt xong rồi nè, thấy không? Cái đồng hồ đẹp đẹp không? Hồi tối ngủ có coi đồng hồ không? Giờ mấy giờ rồi? mười một giờ mười hai phút rồi. Bữa nay có đi học không? Dạ không. Không hả? Nay ai hớt tóc đẹp vậy? Mẹ. Dạ ngoại cắt. Ngoại cắt ha. Trời ơi đôi giày nhìn sáng quá trời. Vừa chân luôn. Vừa không? Dạ vừa. Đeo vô đôi kia vô nữa coi. Trời ơi trời. Đẹp quá cô. Cô qua đó ngồi đi cô. Thì đây có một cái bóp luôn ha. Trời ơi. Cái bóp búp bơ ghi luôn ha. Đẹp ghê không? Búp bơ ghi. Ôi trời đẹp dữ trời. Trời ơi cái bóp xịn nha. Con có biết xài tiền đâu mà bóp. Vậy? Con đâu biết xài tiền. Sao không biết xài tiền? Rồi đây là cái nón. Đội lên luôn rồi. Nón này bóp đi bắt chuột đổi này. Mà bóp đi thôi, đổi đi chơi bắt chuột kìa. Rồi hai cái nón luôn cô bác anh chị. Rồi đây là những cái áo thun. Áo thun nhìn rất là đẹp luôn ha. Ôi ảnh xếp gọn gàng ghê ha. Ảnh xếp gọn gàng ghê không. Màu trắng nhìn rất là đẹp ha. Nói chung là cảm ơn anh tất cả các cô chú chị Mạnh Thường Quân. Rồi hôm nay thì cảm ơn lần nữa thì cảm ơn anh 12 với lại anh Hên quá nhiệt tình luôn. Phải nói là ở bên đó qua 20 cây mà đâu đứng lên đây. Trời ơi dạ. Cao một mét mấy? Một mét sáu hay gì vậy? Cao mét sáu vậy hả? Đẹp không? Đẹp. Tưởng đâu vừa không? Vừa. Tưởng nó không vừa đưa chú. Ôi trời áo đẹp chú trời. Anh lựa màu rất là đẹp dễ thương. Dễ thương quá. Đồ này thì còn là đồ mới không nha. Đồ mới không á. Đồ đã qua sử dụng. Cái này chú 12 mua đồ mới không? Có cái áo khoác eo phì. Trời ơi. Bây giờ con như thế này đi con áo này.
bây giờ con vô trong á, đây đeo qua cho ngoại đi, con vô cái phòng ở trong á, con mặc vô cái cởi áo kia, mặc áo này vô cho chú ha. Chứ còn cái quần nữa, còn cái quần jean đó, nguyên bộ coi. Hai cái quần luôn nha. Blue luôn á, quần blue luôn. Cởi giày ra mang bộ nguyên bộ luôn nha. Tháo nghe, tháo nghe. Tháo nghe gì nè, gì nè. Rồi. Tháo này ra luôn. À. Rồi giày rất xịn luôn. Rồi bây giờ vô đó là trở thành là đẹp trai liền. Trở thành người lớn luôn rồi. Trở thành người lớn luôn rồi. Cái này là gì? Trời ơi. Cái quần, cái quần lửng đẹp kinh khủng trời. Rồi anh chơi hàng hiệu không? Hàng tốt không? Cô Út. Dạ. Cái nón này là cho cô Út. Đó, khỏi đi mua, đội lên đi. Hai cái nón này đó. Thật ra là hai cái nón này nè, anh 12 anh nói với mình là cho cô Út á. Wow. Đẹp á, đẹp không? Rồi, đẹp quá. Rồi còn cái nón kia nó đâu, đưa nón kia. À. Rồi đội nón này coi, coi tháo nón xuống đi, đội nón này lên đi. Coi coi đẹp không? Rồi đợi lên. Rồi đợi lên đi cô. Cái này nè. Dạ dạ. Rồi kéo xuống, bóp vô. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok. Trời ơi, cô đẹp gái như trời. Rồi bây giờ nón kia bỏ được chưa? Dạ. Nón kia bỏ được chưa? Uổng. Nón cũ á. Uổng. Uổng nhưng mà uổng bỏ gì. Nha, bỏ nha. Rồi đổi nón này đi, mai mốt con gặp đổi nón kia nó là con giận luôn á. Bây giờ đổi nón nào? Nón nào cũng đẹp. Mà bây giờ cố đi đổi nón nào? Nón nào cũng đẹp. Nhưng mà đổi đi bán là đổi nón nào? Nón này hay nón cũ? Nón nào chú Hồ nói vậy đổi nón này. À chú Hồ giận rồi. Giận sao? Rồi nói chung là cảm ơn anh, bây giờ mình ship cảm lại. Cảm ơn yếu hơn, yếu 12 nó cho cái nón đội đẹp gái quá trời luôn. Đẹp gái quá trời luôn. Bóp rồi cũng rất là đẹp luôn á. Đây bỏ vô lại ha. Còn nó nói dễ thương lắm. Con đâu có biết xài tiền đâu mà chú cho con bóp. Không ai nhỏ lớn rồi không cho nó xài tiền. Không có xài tiền thôi dạ. Vậy chắc có lẽ là cho anh một đồng quá. Anh một đồng quá trời anh xài tiền rồi. Anh kêu đi làm đi, có được nhiêu tiền đưa con xài. À. Nói chung là cảm ơn anh 12 nó chơi thôi nha. Cô bác anh chị, này là phần quà này là của anh 12 với anh Hên tặng cho Tường. Tại vì hôm trước cũng có quà cho tập vở cho Tiết rồi. Tiết tiền. Ô, cho tiền rồi, cho Tiết tiền cái đồng hồ rồi. Đó thì bây giờ mọi thứ cũng đã anh lo chu đáo hết. Mà anh 12 còn nói gì nữa nè, mai mốt tới nhà cô Chính ở dưới á, cô bác anh chị. Là anh 12 cũng đem đồ y chang vậy luôn á. Cũng chuẩn bị đồ y chang cũng đem từ bên đó qua luôn. Và thậm chí là anh 12 còn nói thêm câu á là khi mà có nhà mới là anh sẽ có dịch quay đúng không anh một đồng. Có dịch quay nữa. Trời ơi trời, rồi. Không gì là rồi khoác áo này vô ơi. Khoác áo này vô ơi. Khoác áo này vô ơi. Trời ơi trời. Này giống hot boy quá vậy. Mang nó dày luôn. Nhà cô Út quét rất là sạch sẽ nha. Coi trong đó quét rất là sạch. Rồi mang đôi giày vô đi, anh một đồng có thể quay nè. Rồi hôm nay là Bùi Hồ với anh một đồng cũng chưa có đi đi mua cái bàn học nữa. Chắc có thể mai mình đi mua ha anh một đồng. À, không, con mặc áo này con đừng có kéo. Con không biết gài sang tia. Nãy con gài sang tia vô hay vậy? Đừng có gài thêm tía, mặc áo này là phải gì nè, nó phong cách vậy đó, mang giày vô ơi. Rồi hôm trước là mang giày vô được rồi. Có mùi của chú 12 trong này luôn. Dạ. Có mùi của chú 12 trong này. Sao biết? Cái mùi này ngồi với bên có mùi nè. Là nhớ rồi đó. Nhớ chú 12 nè. Cái mùi gì? Nói có mùi của chú 12 đây luôn á. Sao nảnh như vậy trời? Sao mùi của chú 12 sao? Chú 12 cái đồ hả? Mùi của chú 12 mùi sao? Bộ như là cái áo cũng mùi thơm thơm ha. Trời, chú 12 là chơi là nước hoa hàng xịn không á. Trời ơi, mới đưa mặc cái áo vô cái thích vô biết cái mùi của chú 12 nữa. Thôi nói với lại gì với chú 12 với lại chú Hên đây. Nói ha. Dạ con cảm ơn chú 12 chú Hên tặng cho anh con mấy bộ đồ với mặt với một cái đầu giày. Mà tặng cho anh con không có tặng cho con buồn không? Dạ không.
không? Vì sao? Tại vì hôm bữa mình cũng có tặng được tặng quà rồi. Sau này mình có tặng lại cho người khác không? Dạ. Nếu không lớn không làm có tiền có tặng người khác không? Dạ có. Tặng sao? Tặng không biết. Chắc có thể là anh một đồng đưa mát xa xa ra anh tí giùm em ha. Thôi bây giờ là mình sẽ đứng lên, cái này là gít kít thiệt. Rồi đó, trời ơi trời, đâu đâu khoanh tay lại rồi, khoanh tay lại tạo mẫu rồi. Không biết anh đẹp hơn cô bác anh chị. Một cái áo khoác ha, một cái áo trắng phối đồ. Anh phối đồ có duyên ghê. Nhìn lên chú rồi. Đó, khoanh tay tạo mẫu rồi. Khoanh tay tạo mẫu rồi. Đó, giống như người mẫu. Giống như người mẫu không? Nhưng mà ngượng ngùng quá đúng không? Tại vì các bé ở đây còn ít giao tiếp với người ngoài á, nên là nữ là còn có vẻ như là ngượng ngùng. Đẹp không? Đẹp. Tháo ra đi, hồi chú đem về. Chịu nhận này không? Đẹp. Có hả? Thích không? Thích. Rồi thích thêm gì nữa? Nghe nói hôm trước là nói thích cái nghề gì nè. Nói thích cái nghề gì? Hớt tóc. Hớt tóc mà nam hay nữ? Nam chứ. Gì? Dạ nam. Chứ không phải hớt tóc nữ hả? Không. Rồi có tiền không mà thích? Dạ không có mới thích. Gì? Không có. Không có tiền mà thích. Dạ. Người thích rồi làm sao để học? Còn đâu biết đâu. Còn đâu biết đâu hả? Dạ. Bây giờ đi hớt tóc khỏi màu ốc, hoặc là đi màu ốc khỏi hớt tóc, kiểu nào? Đi hớt tóc. Đi hớt tóc thì khỏi màu ốc. Đi hớt tóc nè. Đi hớt tóc. Sao phải ngồi vậy chứ? Còn nhiêu ký, còn nặng nhiêu ký? 52 ký. Cao lên. Con mười mấy tuổi à? Nay 14. 14 tuổi. Trời, này 18 tuổi ha, đẹp trai dữ lắm luôn á. Tướng cao ráo, phong độ đẹp trai. Chú nói con gì? Dạ. Thích hớt tóc đúng không? Dạ. Tuần sau đi học hớt tóc luôn được không? Dạ. Bao con từ việc hớt tóc học phí đồ hết luôn, chịu không? Con không biết nếu còn sống anh, nếu một chú hỏi ngoại con á coi được không? Bà ngoại ơi. Dạ. Cho Tường đi học hớt tóc không? Dạ không. Bây giờ bạn nghe cho nó chứ giờ nó biết chưa, có biết là anh thì từ nhỏ tới lớn là ở với mẹ không bao giờ qua ngoại, cứ ở trong nhà không à, hết cua tới ốc, hết ốc rồi tới chuột. Vậy thôi. Hết cua tới ốc, hết ốc rồi tới chuột là những cái nghề mưu sinh để làm á. Dạ. Nên là nữ là quanh quẩn trong đồng nay là lên lột xác ngoạn mục luôn, thành thử là thấy cũng vui. Thông tin với lại cô Út như thế này. Yeah. Anh 12 và anh Hên có nói yeah. Tường chịu đi hớt tóc á thì anh 12 sẽ bảo lãnh đi hớt tóc không tốn tiền học phí. Yeah. Và lo ăn ở gần nhà anh luôn. Học khoảng 3 tháng là sẽ ra nghề được. Và anh hồi tối thì con cũng có gặp anh Bin là người có thể là nhận Tường vô học. Học khoảng 3 tháng chú tâm học hành là có thể hớt tóc được. Khi hớt tóc được có thể mình có thể mở tiệm hớt tóc nam gần đây cũng được luôn. Thầy cô Út bây giờ chịu cho không? Chịu cho thì tuần sau bắt đầu mà sẽ đưa Tường đi học luôn. Dạ cho. Thì cũng phải tạo cái nghề cho nó nữa lớn nó nuôi bản thân nó chứ. Chứ giờ nó ủ nó ở với tôi không thì nó cũng đâu biết làm gì đâu. Dạ. Cũng có rất là nhiều cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân như anh Lê Quang Nhiêu hay là cô My á ở Mỹ cũng đã nói là Tường muốn học nghề gì thì cô chú cũng hỗ trợ hết. Tuy nhiên ngày hôm qua thì Bùi Hồ cùng anh Một Đồng cũng như là Út Đồng Tháp có trao đổi với lại anh 12 với lại anh Hên. Thì anh 12 anh Hên nói là anh có quen một người thợ hớt tóc là anh Bin, đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Anh Bin là thợ hớt tóc cũng khá là lâu năm rồi. Nhận Tường vô học và tiền học phí, tiền ở, tiền ăn thì anh 12 sẽ lo hết luôn. Thứ bảy chủ nhật anh 12 sẽ đưa về, nếu như nhớ nhà đưa trở về đây bằng xe của anh luôn. Còn học bình thường học ở trên đó, ở nhà ở trên đó anh lo luôn. Nhưng mà với điều kiện là anh rất là, con nói là anh rất là tốt, anh không cần đòi hỏi gì. Nhưng mà mình, bản thân của mình là phải một, để học nghề thứ nhất á là con phải cố gắng quyết tâm học nghề. Yeah. Hai là cô các anh các chú á là thương con như là một người thành viên trong gia đình thì đến đó con phải nghe là các anh các chú dạy bảo. Thứ ba là mình phải đi thưa về trình. Thứ tư là mình phải cực kỳ cố gắng luôn thì mình mới thành tài. Thì bây giờ chịu được mấy đó không? Nghe được. Được không? Nghe được. Sao ngoại chịu không? Nhưng mà sao ngoại có chú 12 lo rồi?
chú 12 với chú Hên lo rồi. Rồi một tuần là về đây một lần. Được không? Dạ. Vậy là được rồi, lo đi làm rồi được rồi. Rồi tiếp bước lên đây, tới tiếp bước lên đây. Bây giờ này học chữ á, thì đối với mình á, ở nhà mình học chữ với lại làm cô giáo á, là với lại học chữ làm cô giáo á, là hôm trước con nó muốn làm cô giáo đúng không? Cô giáo này có nhiều cô giáo lắm. Cô giáo dạy chữ nè, cô giáo dạy múa nè, cô giáo dạy hát nè, cô giáo dạy làm tóc nè, cô giáo dạy đủ thứ hết á. Ngày nào mình giỏi và mình có thể truyền đạt được thì mình có thể gọi là cô giáo, đúng không anh Màu Đồng? Đúng rồi. Và con bây giờ con muốn làm cô giáo làm gì? Cô giáo dạy chữ. Bây giờ trước khi làm cô giáo dạy chữ thì bây giờ mình phải có tiền trước. Đó, mình phải đi học trước. Bây giờ anh Tường là chuẩn bị là đi học làm tóc, mà con có chịu đi học không? Đi học, học gì chú? Học làm tóc. Chưa chịu. Chưa chịu thì kệ. Bây giờ như thế này nè, nghe cái mấy chú là hỗ trợ cho con đi học cắt tóc thì con thấy sao? Bọn ai sao muốn khóc bây giờ? Sao muốn khóc? Bây giờ Tường là học đến thứ 6, thứ 7 chủ nhật về đây rồi. Gần đây kế bên có mấy cây số à? Có 6, 7 cây số à? Được không? Con đạp xe đạp được không? Được. Đạp xe gắn máy được không? Không. Không, có biết xe đạp được thôi đúng không? Ừ. Nếu như mà đi học ở trên đó có chiếc xe đạp cũng được ha anh Đồng ha? Đúng rồi. Rồi, cho chiếc xe đạp, ví dụ như đi học là cho chiếc xe đạp đi đến chỗ học chịu không? Chịu. Hiền lắm, là nữ là cũng ít nói lắm. Vì sao con lại thích học hớt tóc vậy? Nói chung con thích cái nghề đó, con không biết nữa. Con tự thích thôi đúng không? Dạ. Thích là sẽ làm được à? Dạ. Thích là sẽ làm được. Thích cái nghề chứ không phải là bất cứ cái nghề nào gì. Từ cái nghề nó sẽ tạo cái tiền. Đặt cái tâm vô cái nghề đó thì cái nghề đó nó sẽ tự động nuôi sống bản thân của mình. Cho mình học cái nghề để mình kiếm tiền trước là mình sẽ chỉ là một người làm thuê thôi. Nên là nữ thích cái nghề, đặt cái tâm vô cái nghề đó, sau này mình sẽ trở thành là một người làm chủ. Rồi, bây giờ cũng thông qua đoạn video clip này, cũng như là cô bác, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm á, thì có một cái tin vui là Tường được có đồ mới nè, rồi thêm được anh 12 với lại anh Hên á, cũng như là hướng dẫn để cho Tường có một cái nghề, đó là hớt tóc, học hớt tóc như cái mong muốn của Tường. Cũng chân thành cảm ơn anh. Anh 12 anh Hên đã lặn lội đường xá xa xôi, không quản những cái gian nan khó khăn để giúp đỡ cho những hoàn cảnh thật sự cần thiết như thế này. Con ba con muốn nói lời nào với mấy chú không? Tuần trước đi. Dạ, con cảm ơn chú 12 với chú Hên đã tặng cho con mấy món quà, tạo cho con cái nghề, tặng cho con mấy món quà. Con cảm ơn nhiều. Tiếp. Cảm ơn chú 12 chú Hên đã tặng đồ cho anh con, tặng cho con cái đồng hồ. Cảm ơn. Nhờ mấy chú mà con mấy ngày qua con không có ngủ được. Đúng không? Dạ. Sao không ngủ được? Con nhìn đồng hồ không à? Con nhìn đồng hồ. Ngày xưa á, hồi lúc mà mình còn nhỏ nhỏ 9-10 tuổi mình có đồng hồ mình ham lắm. Mình cứ có đồng hồ là nhìn, đi đâu cũng nhìn, thậm chí là mình có đồng hồ mình đưa lên nhìn. Chú ơi chú hỏi con mấy giờ đi chú. Nó mừng lên vậy á. Nên là ở đồng hồ là để cái mình xem thời gian là cái thứ nhất, cái thứ hai nó là vật trang trí rất là đẹp. Rồi tới Tiết kìa. Tới Tuyền. Con cảm ơn chú Hên với chú 12 đã tặng cho anh con mấy món đồ với anh con có nghề. Rồi con cũng cảm ơn mấy chú đó cho con mấy cuốn sách. Rồi tặng cảm ơn quý mạnh thường quân luôn, ông bà luôn. Con cảm ơn, con sẵn cảm ơn mấy ông bà, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, con cảm ơn. Đã cho con cái gì đó? Đã cho con mấy cuốn sách. Rồi cái nhà nữa? Với cái nhà. Với gì nữa? Đủ thứ luôn. Với cái nhà vệ sinh. Rồi, có bà ngoại. Tôi cũng cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, những anh chị gần xa, trong nước và ngoài nước, đã tạo cho tôi được cái nhà ấm áp, được cái nhà vệ sinh, rồi tất cả đầy đủ tiện nghi trong nhà. Tôi xin cảm ơn. Dạ. Tôi cảm ơn chú 12, chú Hơn đã tạo cho cháu tôi học nghề, với lại tặng quà. Tôi xin cảm ơn hai chú nhiều. Dạ thì một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong nước,
và ngoài nước đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh thật sự cần thiết như thế này, cho các bé không những là có một nơi che mưa che nắng đúng nghĩa mà thậm chí là cho các bé có một cái tương lai sáng lạng hơn so với cái thời gian trước đây, và cũng như là cho Tường có một cái nghề. Anh 12 với lại anh Hên cũng tạo cho Tường có một cái nghề, đó là đi hớt tóc, để mà coi em có thể tự động mà. Cái này ai làm? Con lập đi. Tiết, Tiết làm hả vậy? Rồi, đứng giữa đây rồi. Này là thơ Lục Bát nha cô bác anh chị. Đọc lớn lên. Đọc lớn lên. Đọc luôn. Cái này chữ này mãi viết con chưa biết cho lắm. Rồi, căn nhà mơ ước. Cái này là đình hả? Bình. Bình minh. Ừ. Căn nhà mơ ước, bình minh nay đã hé cười. Nay con đã có căn nhà ước mơ. Nhà hả? Nhờ ơn cô bác ông bà cho con tất cả những gì con mơ, nào là giường, nệm, bếp ga, nhà cao cửa rộng, quạt trong quạt ngoài, cho con cái tủ cao, cho luôn nhà tắm và nhà vệ sinh. Nay con thoát cảnh phật phòng, không còn lo sợ bão bùng gió mưa. Cảm ơn cô bác ông bà trong và ngoài nước cùng các nhà hảo tâm. Cảm ơn các mạnh thường quân và các chú YouTube đã thương gia đình. Cảm ơn các cô chú, các chú thợ hồ. Cảm ơn các chú thợ hồ và các chú thợ sắt làm nhà cho con. Và con xin hết gia đình chúng con yên tâm. Cảm ơn. Ủa cái này là ai làm vậy cô? Ai làm thơ? Dạ. Cô viết chữ luôn hả? Viết chữ rất là đẹp luôn á cô bác anh chị. Đây là 2, 4, 6, 8 thơ Lục Bát. Cô Út làm mấy đêm? Dạ có một tiếng mấy đồng hồ. Tiếng mấy làm đồng hồ thôi hả? Ở đây thì thơ Lục Bát là phải có sự gieo dần. Có nghĩa là cái vần thứ 6 so với cái câu thứ 6, cái câu 6 chữ á, nó phải gieo dần với lại cái câu 8 chữ. Ở cái chữ thứ 6, cái chữ thứ 6 ở câu 8 chữ. Thì nhưng mà cô Út thì chắc vì yêu chữ quá nên dạy cháu của mình á, cũng học biết chữ á, thì bé thì đọc chưa có trôi chảy, chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng sẽ đọc lại một lần ha. Đọc lại. Thì đây là một cái tấm lòng của cô Út nói lời cảm ơn những thông qua những cái vần thơ Lục Bát như thế này, và Bùi Hồ cũng xin thay mặt cho cô Út, thay mặt cho gia đình, đây là một lời tri ân hết sức là sâu sắc đối với quý mạnh thường quân, và để còn sâu sắc hơn nữa thì thời gian sắp tới là cả gia đình cũng phải cố gắng nhiều hơn. Căn nhà mơ ước, bình minh nay đã hé cười, nay con đã có căn nhà ước mơ. Nhờ ơn cô bác ông bà cho con tất cả những gì con mơ, nào là giường, nệm, bếp ga, nhà cao cửa rộng, quạt trong quạt ngoài, cho con cái tủ cao, cho luôn nhà tắm và nhà vệ sinh. Nay con thoát cảnh phật phòng, không còn lo sợ bão bùng gió mưa. Con xin cảm ơn cô bác ông bà trong và ngoài nước cùng nhà hảo tâm. Cảm ơn các mạnh thường quân và các YouTube và các chú YouTube đã thương gia đình. Cảm ơn các chú thợ hồ và các chú thợ sắt làm nhà cho con. Dạ con xin hết. Gia đình chúng con xin cảm ơn. Một bài thơ rất là dễ thương được viết ở trong một cái mặt vé số. Đây nó mặt lại là mặt vé giò nha cô bác anh chị. Tận dụng lại sao là mặt. Dạ lãi hoài luôn, bảo đảm cô Út là thăm hoài luôn. Dạ này là bí mật nha, ngoài trước là mặt vé giò, ngoài sau là mặt bài thơ. Viết từ tối hôm qua. Bình minh nay đã hé cười, nay con đã có căn nhà ước mơ. Chỉ 4 chữ thôi. Nhờ ơn cô bác ông bà cho con tất cả những gì con mơ. Không phải con mà cho cả gia đình luôn á, đúng không?
nào là giường niệm, lại thêm bếp ga, nhà cao cửa rộng, hoặc trong mát ngoài, hoặc ở trong nhà mà mát luôn ở ngoài luôn á. Cô để là nhà cao cửa rộng thì quạt trong quạt ngoài, ở ngoài là quạt ngoài là quạt của ông trời á. Ở ngoài là ngoài phòng đúng không? À, quạt trong quạt ngoài. À, cho con cái tủ cao cao, cho luôn nhà tắm với nhà vệ sinh. Nay con thoát cảnh phập phòng, không còn lo sợ bão bùng gió mưa. À, cảm ơn cô bác ông bà trong và ngoài nước cùng các nhà hảo tâm đúng không? Nói chung là thơ cô thì nó gieo dần, nó chưa có ấy, nhưng mà trong nội dung thơ là những lời cảm ơn rất là chân tình từ tận sâu thẳm ở con tim á. Thôi cô giữ này ở bao nhiêu đây thì Quý Mạnh Thường Quân cũng đã cảm thấy ấm lòng rồi. Bài thơ này sẽ được gửi ra từ ra khắp thế giới luôn. Mai mốt là sẽ làm bài thơ cho tụi con mới. Mai, nói chơi thôi chứ bây giờ nè, lần sau mấy chú lại là hai con phải thuộc bài thơ của ngoại viết nha. Rồi, hai con đọc cho các chú nghe được không, hứa không? Dạ con chưa biết nên con không dám hứa. À đó, bây giờ là cho thời gian là 3 ngày đó, hứa không? Hứa. Rồi thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị Quý Mạnh Thường Quân với nhà hảo tâm ở video clip sau, sẽ là một video clip rất là ý nghĩa thêm. Còn bây giờ bye bye.